Thưa quý vị và các bạn, ngày 7 tháng 5 năm 1954, dân tộc Việt Nam làm nên chiến thắng lẫy lừng, vang dội Nam Châu, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Kể từ đó, ngày 7 tháng 5 đi vào lịch sử và trở thành một sự kiện đặc biệt của đất nước. Đã 70 năm trôi qua, nhưng những ký ức về một thời hoa lửa, khoét núi làm đường cho các đoàn xe phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ vẫn vẹn nguyên trong tâm trí các cựu thanh niên xung phong đang sinh sống tại tỉnh Kon Tum. Năm nay 90 tuổi, nhưng bà Hoàng Thị Nhường vẫn nhớ như in về những ngày tháng gian khổ nơi chiến trường Điện Biên Phủ năm xưa. Năm vừa tròn 20 tuổi, cô gái Hoàng Thị Nhường xung phong tình nguyện ra chiến trận với tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh, được giao nhiệm vụ mở đường và làm thông tin liên lạc tại tuyến đường hòa bình lên Điện Biên. Trong ký ức của bà, kỷ niệm về cuộc chiến không chỉ là niềm vui chiến thắng mà còn là những gian nan nguy hiểm dưới mưa bom bão đạn của quân thủ. Ví dụ như ốm đau thì thật cũng không có bệnh viện gì cả. À, thì rồi nói cho bên mình vào trong dân tộc á, thì ví dụ là có sốt rét thì gọi là hồi nó mấy y tá thì nói tất cả một cái mấy chục mất đúng rồi mà biết đâu có mất y tá. Thế làm sao mà phục vụ nổi. Một mà bom đạn mà đến mà nấu ăn là không dám là đun lửa. Làm một cái hầm đi là trên nó nói chung nó phủ cái nó vô để cho cái khói lên. Giống như bà Nhường, ông Trịnh Xuân Tính từng trực tiếp tham gia mở đường vận chuyển lương thực vũ khí cho chiến trường Điện Biên Phủ. Tham gia lực lượng thanh niên xung phong khi 17 tuổi, ông không ngại gian nan, nguy hiểm, ngày đêm vận chuyển lương thực phục vụ cho chiến dịch. Ông không nhớ đã cùng đồng đội đi qua bao nhiêu km đường, nhưng mọi khó khăn gian khổ trên chiến trường năm ấy không thể quật ngã tinh thần thép của người thanh niên xung phong. Tức là gánh gạo đi gạo ban đêm, mà ban đêm là chủ yếu là nó hoạt động, thỉnh thoảng thì máy bay nó đi rồi nó ném pháo sáng để nó quan sát mình, thì cũng có những trường hợp mà đôi lúc nó phát hiện được thì nó ném bom. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, những cựu thanh niên xung phong tích cực tham gia lao động sản xuất, góp phần xây dựng quê hương đất nước. Mỗi khi có dịp, mọi người gặp nhau cùng ôn lại kỷ niệm về một thời chiến đấu dưới mưa bom bão đạn của quân địch và truyền lửa cách mạng, giáo dục con cháu tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc cùng sự biết ơn những thế hệ cha ông đã hy sinh xương máu vì độc lập tự do của Tổ quốc. Như bọn tôi bây giờ già rồi thì cũng tha thiết là muốn con cháu làm sao đó, cố gắng nắm được cái lịch sử của đất nước. Mà trên đài là thường thường là cứ kể lại để cho cái lớp tuổi sau này biết, rồi là để mà học tập, để mà làm theo, nuôi gương cha ông, đừng để mất nước. Nghĩa là làm thế nào mà bảo tồn được dân dân, bảo tồn được đất nước. 70 năm đã qua từ sau chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, ký ức mỗi người lính mang theo là những câu chuyện chân thực về cuộc chiến hào hùng của dân tộc, về tinh thần chiến đấu vì độc lập tự do cho Tổ quốc, để thế hệ trẻ ghi nhớ công ơn, nỗ lực hơn nữa trong học tập, lao động, bảo vệ, xây dựng đất nước phát triển.